Vâng, xin chào các anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu một dòng sản phẩm mới bên em mới về, đó là Toyota Fortuner, chiếc xe quốc dân. Tại vì sao em nói xe quốc dân? Tại vì cái xe này là cực kỳ hot trong mọi thời điểm, luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng về dòng SUV, dòng rất là phù hợp cho đường xá và tiêu chuẩn của người Việt Nam mình. Rộng rãi này, cao ráo này, bền bỉ này và tiết kiệm. Đây cực kỳ tiết kiệm nha anh chị. Fortuner G máy dầu 2.5 có turbo. Đây cái phiên bản model mới là 2014 cho đến 16 là model đây rồi. Có lỗ mũi nè. Đó, rất là đẹp. Và xe đây thì cực kỳ đẹp nha anh chị. Hiếm có một chiếc Fortuner nào mà em mua mà đẹp như này. Từ trước giờ em mua Fortuner rất nhiều. Và chiếc đây là chiếc đẹp nhất mà em đã từng mua được. 4 lớp đem theo xe nha anh chị, một chủ mua từ mới luôn. Đây xe gia đình nha. Cái dòng này hay có xe dịch vụ mà dịch vụ em không mua. Đó, xe gia đình rất là đẹp. Đó, tôi cầm này. Xe này con cầm là biết. Cầm rất là sáng trưng luôn. Và anh chủ đây anh đi rất là kỹ đây nè. Rất theo xe nè. Tuần thứ 32 năm 2013. Đó, xe rớt theo xe luôn. Lốp sơ cua chưa hạ luôn nha anh chị. Xe này sơn rin gần như là 90% luôn. Sơn rất là rin. Đó, Fortuner anh chị gần nhìn nè. Mấy cái nút đây nè, đi nhiều hay ít là biết liền. Nó mòn. Chỉ kêu chỉ thì như thường lệ bên em bao. Xe mà đâm đụng hay là chạy kêu chỉ cửa là bên em không lấy, trả lại xe. Đó, đây là mấy cái nút điều khiển gặp gương nó cũng mới tinh luôn. Xe gặp gương tự động. Đó, mấy Fortuner anh chị coi kỹ mấy cái này nè. Nhất là mấy cái chi tiết hay cầm nhiều nè. Nó mòn, nó mất cái đây là coi như xe đi rất là nhiều rồi. Đó, xe này còn mới tinh luôn. Vô lăng nó còn rất là đẹp. Quá xuất sắc, 60.000 cây. Đó, cổ số này, da rin nè anh chị. Da rin là cái màu da và cái màu bọc cần số là như nhau. Cái này mà nó màu đen hoặc màu xám là coi như thay rồi. Da bọc lại không bao giờ có được cái màu đây nha anh chị. Anh chị nào tới chỗ may nệm da là hỏi sẽ rõ. Nó không bao giờ có cái màu trùng như vậy được. Đó, xe lên màn hình rồi. Đầy đủ, đồ chơi thì viên mang. Ghế này để bọc ghế da rồi nha anh chị. Nó còn chủ xe còn một cái lớp ghế nỉ riêng theo xe còn mới tinh ở trong á. Còn mấy cái bát cửa rồi còn mới keo sợi. Rồi từng chi tiết cho anh chị. Xe thuộc dạng cực kỳ xuất sắc. Trong phân khúc tầm đời và tầm tiền thì xe này rất là đẹp đây. Ghế này. Đó, ghế nỉ trong mới tinh. Bọc từ mới luôn. Bác chủ xe lớn tuổi rồi. Nó có bọc từ mới luôn. Mua trong hãng ra là bọc. Băng nữa sau. Xe này không có gì mà để phải chơi chắc. Lốp là theo xe luôn nha, bốn cái. Đây. Tuần thứ 32 năm 2013. Bọng bè nó còn mới tinh như hãng vậy đó. Như xe trong hãng đấy này. Tại vì xe này em mua một chủ ở Đông Nai. Thì người ta chạy phố thôi. Anh đây chạy phố thôi nên cầm rất là đẹp. Lốp sơ cua chưa hạ nha anh chị. Lốp sơ cua chưa hạ. Rất là mới. Đó, cấp xong. Rộng rãi, cực kỳ rộng rãi. Đó. Đèn trắng form mới. Rất là đẹp. Một cái lớp này là theo xe nguyên bản. Đó. Tất cả bọn bè còn mới. Bô còn mới chát à. Mới cấu. Quá đẹp, quá xuất sắc. Dòng này tiết kiệm lắm nha anh chị. Xe này cực kỳ tiết kiệm. Đây là dán phim cánh nhiệt rồi che mưa hết rồi. Túi khí, đây là túi khí. Đây ốp gỗ đen Pino rất là đẹp. Máy xe sang hay ốp này. Nó xe từ máy bắt vừa mới tinh. Ốp vít là chưa có dấu mở. Rất là tuyệt vời nha anh chị. Ít khi mà em mua được xe này. Giá em bán hợp lý thôi. Xe này em đang bán là với giá tiền là 610 triệu ba rút hồ sơ. Xe một chủ mua từ mới. Lốp này thì xe. Lốp
dáng rất là đẹp. Foreigner chạy hay lắm. Foreigner mà đời mà có cái lỗ mũi này chạy rất là bốc và lợi, tầm 5-6 lít dầu thôi. Cái này em cam kết luôn, anh chị nào không tin cái này test thử, xa là em không lấy tiền, xa là không có lấy xe, đền cho 100 triệu. Xe thì không một lỗ nhỏ nha anh chị. Bên em mua thì cam kết bằng văn bản, tại bên em là công ty. Này thì tới ngay bên em là 276 Nguyễn Tất Thành, ô tô toàn trung để xem và trải nghiệm thực tế, xem kiểm tra kỹ hết rồi. Rồi em xin cảm ơn anh chị, em xin kết thúc video tại đây.